Thân ái mến chào quý anh em bà con cô bác ha. Nhân dịp sáng thì kính chúc bà con cô bác một ngày mới thật là an lành và vui vẻ nha. Và đặc biệt là ngày 20 tháng 10 thì kính chúc quý con cô bác chị em phụ nữ mỗi ngày một xinh đẹp thật là tươi tắn nha. Thì hôm nay em sẽ quay một clip để chúc mấy cho anh Quý Khanh, anh Quý ở Vũng Tàu. Đây con máy Yanma 3T78 thì con này thì đẹp càng xe ben nha bà con. Con này em mới vừa tháo bom ra chuẩn bị đắp inox cho anh nha. Chỗ này cũng làm chụp inox luôn. Chuẩn bị tháo luôn. Con này thì bao hơi gốc nha bà con. Bộ phẩm nó bay. BT78 24 ngựa. Và con này thì bo e cực trắng. Toàn bộ dàn cầu inox bình nước ngọt. 42 triệu. Bà con nào cô bác nào nhu cầu sử dụng alo em nha. Con này thì chốt ốc càng xà bèn hết. Dĩ nhiên là em tháo cái bánh chớn ra chụp inox, kẹt tăng cũng inox luôn. Bình nước ngọt tất cả đều inox hết. Lóc lắc rồi đặt nguyên can xà bèn hết. Chỗ em thì xưởng em thì làm bình nước ngọt tại nhà. Không qua một trung gian hết. Giá cả thì ổn định, dễ dàng cho bà con cô bác sử dụng. Dân ba 3T78 con này là bát kim nha bà con. Này heo rất là đẹp. Bây giờ bà con cô bác coi cụ thể nha. Lóc lát đều đẹp hết chứ nha bà con. Dòng này thì ít có khi nào mà hư dính ti bét bậy bạ lắm. Chỉ có dòng máy sám á, máy phát điện á, với máy phát hàng á, thường là dính ti bậy bạ lắm. Hôm nay nước thủy triều về khá là đầy nha bà con. Mỗi tháng là gồng xa rất là xa, còn hôm nay là nó gồng sắt mé luôn. Nước cái này đầy ghê lắm. Ghép trôi đầy xong. Bà con nào nhu cầu sử dụng alo em nha, 0918782120. Rồi, trân trọng cảm ơn bà con.